đa dạng để cho thuê và mua đáp ứng các nhu cầu và ngân sách khác nhau. Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn. Nè, Hà Nội cung cấp nhiều lộ cho nhà ở, ta đang để đổ thuế và mọi đáp ứng các nhu cầu và ngân sách các nhà rồi đây là một thông quan nhàn con bà cháy á nhàn Nè. nhàn con Đây. anh đi gà Chúng tôi hiểu mà chúng tôi hành để lựa chọn thực tế lựa chọn một Lựa chọn. Chọn thích hả? nền phân tích Chọn thích. nền thực tế cái phụ sự sẽ nghe phân tích là chọn 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 phụ đạo phân tích là Là nhà đa dạng là tài năng bạn tài năng đa dạng bạn mà trai rồi để cho thuê tài in đề và mua năng mẹ mè mẹ đáp mè ứng các nhu cầu đáp ứng ứng khả năng hiểu đáp ứng là gì đáp ứng nhà đáp ứng mặt mặt chu tả mà chưa đọc các nhu cầu và nhan sắc địa ngân sản sách là phí dụng về gian này đơn sao dùng qua nhu cầu yêu cầu nhu yêu cầu cầu yêu cầu mà chưa sử dụng chỉ có sân cho rồi đây là chỉ có một tổng quan thế giới này đã một tổng quan Kèo. Thơm à nhắn con à đây thơm thơm theo ý nghĩa đó nè cho kệ nè cái câu chữ thế Một căn một hộ và nhà. Hà Nội có nhiều loại bất động sản cho thuê, từ căn hộ ấm cúng đến nhà rộng rãi. Các khu vực phổ biến bao gồm Tây Hồ, Long Biên và Sipucha. Giá cả thay đổi tùy theo vị trí, kích thước và tiện nghi. Ví dụ, một ngôi nhà 3 phòng ngủ có nội thất đầy đủ ở Tây Hồ với khu vườn rộng có thể thuê với giá khoảng 1.500 đô mỗi tháng. Nè, cho thuê một căn hộ và nhà Hà Nội có nhiều loại bất động sản cho thuê từ căn hộ ấm cúng đến nhà lộng rộng rãi các khu vực phổ biến bao gồm Tây Hồ, Long Biên và Sipucha. Giá cả tại tôi tùy theo vị trí thì thư và trên nhị vị trí một ngôi nhà ba phòng ngủ phòng ngồi tất tay chỗ tại hố bồi thu phòng rốn có thể thuê với giá khoảng 1.500 đô la mỗi tháng để apartment chỉ vốn Hanoi ga ở chung nhu ga lối ga chung nhu ấy어떤 종류 많아요. 부동산 임대 부동산이 많아요. 주간호 아파트에서부터 암동된 야 롱라이 Rộng rãi롱라이 큰 nói집까지 bưng암등은 편안한 암등 아늑한 아늑한 án nước예 án nước암튼 khan아파트에서부터 bát thư넓은 집 주택까지 많아요. 북부 포비엔 바우캄 그 서호 롱비엔 티프차에
를 포함한 인기 있는 지역입니다. 자, 금액은 따야 또 변해요. 또 대여 비치 위치에 따라서 약간 금액이 다르고 띡똑 뭐예요? 띡똑 위치 띡똑 Kích thước là sức khỏe.아, 면적, 스퀘어, 히트. 그 다음에 편리성에 따라서 가격이 좀 달라져요. 예를 들면, 비주, 몽오이냐, 마퐁루, 침실이 3개인 집은, 몽야, 집. 침실 3개인 집은, 너의, 그것은, 따이듀, 따이호, 서호에서는, 보이, 구부롱, 큰 그 정원이 đất 딸린 서울에 đầy đủ있는 à다이조 cu집은 고테도에 빌릴 수 있어요. 한 달에 매달 모이당 à 1,500달러, 약 응. 1,500달러에 임대가 가능합니다. 임대 가능합니다. 고테도에 됐어요? 네. 바이뚜라 빌라? 네, 아우 읽어주세요. 훈아 đâu option option 훈 옵션, option full option, option 훈 바이뚜, option 네. 2 biệt thự các lựa chọn cao cấp bao gồm biệt thự với các tiện nghi như là hồ bơi và khu vườn lớn. Tại Shibuya, một biệt thự vườn rộng có thể thuê với giá 4.500 đô mỗi tháng, cung cấp cuộc sống sang trọng với không gian rộng rãi. Hai, bài tự, các lô chọn, lô chọn, các lô chọn, cao, cấp bao gồm biệt, biệt tự, bồi các tiên nghị, như hồ bồi và khu vương lộng, tại sư phụ cha, mô biệt tự vương lộng, có thể thuê với giá 4.500 đô la mỗi tháng. Cũng cả cuộc sống sang trong bồi không gian, trong dài. Biết tu là villa, lưu Đi sang lại thức theo, cao cấp bao gồm biết tu villa. Các tên như Pali, Hồ bơi, cả khuôn su trường học, hồ bơi dọn tràng là suyong장, 있는 편리한 그 빌라를 가진 것을 선택할 수 있는데, 시프차에 있는 시프차 따이 시프차 시프차에는 모베뚜봉 큰 정원이 있는 곳은 크게 보이자 한 달에 매달 4,500달러에 임대할 수 있고요. 국가 특성상 좀 공지한 정자 그 넓은 공간과 함께 국성 생활을 제공합니다. 국성 쌍종 라지 이니아 쌍 sống아니 sang trọng giống như cũng là cao cấp ấy, né giống như là cổ cấp ấy, cổ cấp cả아 cổ sứ고급스러운 tèo.고급스러운 생활 네 알겠어요. 큰 공간과 편안한 곳 쌍종 고급스러운 생활을 제공할 수 있어요. 오태규 오케이 앤바 3. Lựa chọn thân thiện với gia đình. Đối với các gia đình, các khu vực như Long Biên, Tây Hồ,
rất phổ biến ở các khu phố yên tĩnh và gần các trường quốc tế. Những ngôi nhà ở đây thường có nhiều phòng ngủ và phòng tắm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Luzon và Luzon tan chiến với gia đình. Đối với các gia đình, các khu vực như Long Biên và Tài Hồ rất phổ biến nhỏ. Các khu vực phố Yên Tĩnh và các trường quốc tế như ngôi nhà ở đây cũng có nhiều phòng ngủ và phòng tắm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Gia đình 친화적인 선택 로촌 단텐 친해요? 단텐 친해요? Thân thiện lắm,예 thân thiện là가격하고 chim가족에 잘 어울리는 선택 chim예 chim làm예 친하는 거 단텐 chim làm cả.네네 tôi vui 각 지하진 가족과 함께 또이 라지 Tỏi đối với các gia đình nhá, tôi vui là gì là cả chục người qua함께 kế kế네 ăn kế네 vui 국북 뉴 롱비엔이나 서호 같은 아주 인기 있는 집 인기 있는 지역은요 생각해요 떠올립니다 우와 지역포 엔틴 후포 엔틴 이니아라지 khu phố yên tĩnh à, Chổ Yông Hàn,아 지역 Hùng Nê à,조용한 동네 네네 아 후포 포아 동네 거리 엔틴 마 그리고 gần각 đây,중 국회 OK, Hắc학교가 가까워요. 간 Kiều, cao.가까워요. 네, 가까운 각중 국회 능 그리고 뭐냐 나의 거기 있는 Có nhiều phòng ngủ,집은 chỉ vân능 cho보통 kia뉴 chỉ홍 vân침실과 chỉ샤워실, xin욕실이 xin잘 맞아요. 누가와 제딩 phù hợp với nhu cầu của gia đình.가족에게 요구, 육아 요구와 잘 맞습니다. 잘 가족한테 맞습니다. 잘 맞아요. 막 가족 của gia đình, gia예, chốt quá yêu cu à,네. yêu요구에 cu부합해요. 잘 맞아요. 부합 네. yêu cu ấy잘 trai맞아요. mặt mà trai네네. 무반, 무반, 매매? mẹ mẹ của mẹ예, 사고 파는 거. ơ mẹ mẹ này. Cú mê ha ta, mê mê ha ta. Muaban. 네. 네, 무반. Cả thải không?네네네, 맞아요. Mua bán,네. một phát triển mới. Có nhiều ngôi nhà mới có sẵn để bán ở các khu vực như Long Biên và Tây Hồ. Ví dụ, một ngôi nhà 4 phòng ngủ ở Gia Thụy, Long Biên có giá khoảng 3 tỷ 350 triệu, khoảng 143.000 đô. Né, mà vẫn phát triển mỗi cô nhiều ngôi nhà mỗi cô sang để bán ở các khu vực như Long Biên và Tai Hồ. Ví dụ, một ngôi nhà của phụ nữ ở gia tôi, Long Biên, của gia khoảng 3 tỷ 350 đô, đồng, hôn là 143.000 đô. Né, phát triển mới,새로운 개발, 맞아요? 발전, 개발. 맞아요. 네, phát triển
네네, 발전. 또 뉴원냐 집, 새로운 집, 많은 집이 있어요. 싼, 네, 반 팔아요. 알아요? 팔아요. 팔아요. 네, 팔아요. 깍두기, 팔아요. 네, 롱비엔이나 서울 지역 같은 곳에 더 살고 있어요. 반, 어. 아, 예를 들면, 몽옹냐, 몽무지야, 지아뚜이. 지아뚜이에 있는 침실이 네 개인 집은, 지아뚜나 롱비엔에 있는 침실이 네개 있는 집은 가격이 약 3억 동. 3억 30억. 3천, 30억? 3억 동? 30. 30억 동? 33억 5천만 동. 33억. 33억 33억. 5천만 동. 33억. 5천만 동. 5천만 동. 네, 약 143, 아니, 14만 3천 달러. 4만 14만 3천 달러. 3천 달러 네, 달러 요거 시행한으로 얘기해 볼수 있어요? 네 네. 노이 팅한 phát triển mới là gì mỗi xe rồi Seroul bài tròn kế bài nè có nhiều ngôi nhà mới có sẵn để bán Long Biên Hồ Tây Long Biên Hoa Hồ Tây Hô hô. Soho Hồ Nè thật thân là chỉ góc từ cái à chỉ góc từ so màn nâng chìm à mì đi màn nâng chìm à nè. Nè, sao mới để vậy? có sẵn tai kiwi hè màn nâng chìm đi isoyo Nè nè. để rồi thử đó một ngôi nhà bốn phòng ngủ chuột thép à Nè. chuột thép xà bằng chuột thép bằng xe Ông kè nô là chim sịt. à chim xì chuột thép chim xì bà chuột thép bà chim xì nế kè Nè ở Gia Thụy Long Biên Gia Thụy Long Biên Gia Thụy ê sao có giá giá là cá cóc à nè. cá cóc cá giặc Nè. 3 tỷ xăm xíp xăm móc ô tròn măn tổ Nè. Đó là xíp xa tròn xăm man ô xăm man tám mươi lăm trăm tam tròn đó tài lò là tài lò nè in đi đã in gì ta ok hai cái hai hai là đa dạng về kích thước và giá cả các tài sản này dao động từ những ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ đến những ngôi nhà lớn hơn cho gia đình một ngôi nhà ba phòng ngủ ở Long Biên có thể có giá khoảng 2 tỷ 800 triệu khoảng 120.000 đô nè phải là rằng về cái mà sẽ các tài sản này vào đầu tư những bộ bộ ngôi nhà nhỏ hay cũng như những ngôi nhà lớn hơn cho gia đình muốn ngôi nhà ba phòng ở Long Biên có thể có giá khoảng
hai tiền tám tỷ đồng à khoảng à 120.000 đô đô à thái hàng hàn tá rằng kích thước và giá đã hai kiểu kích thước siêu kích thước là gì Kích kích thước thước là nón chắc. à đơn cho qua khá kiểu kê để ăn thái hàng xong các tài sản nhà y go tài sản y giao đông đông tư công tư là những ngôn nhạc Tạo động. chip vì chip tư lưng chip giao đông là gì Ngoài ra giao đông này chim sĩ thu ghê so học sinh cả nghĩa giúp là trong cái khoảng đấy, né dao động tiếng Việt thì có nghĩa là ở trong trong cái khoảng đấy, trong khoảng nè dao động ở trong khoảng, ví dụ từ ví dụ là từ từ 2 đến 5 chẳng hạn thì gọi là dao động trong cái khoảng đấy. nè chào đón Nghĩa là dao động từ 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 một mức này đến một mức kia trong cái khoảng đấy. nè Dao động chào đón nghĩa là chỉ ở trong trong một cái khoảng nhất định ấy. không biết Ai xong đó. không hiểu Dao động từ những ngôi nhà nhỏ hát. Nghĩa là đây này, dao động từ là trà cưng nào, trà cưng chịp, nè chim si, bàn chủ kè, nè bụt to, nè khân khân chịp, nè nè ca chi. Đó, hai thì anh ấy ok. sao đúng Dao động nha. Bụt to, mô ca chi. đi sao vậy sao đúng tới Sao về một ngôi nhà từ Long Biên này nên sẽ ghi ta lên thẳng chỉ bốn mấy cái giá 2.800.000 đồng 이고 120 12만 달러입니다. 네. 12만 달러. 오케이. 제가 다른 내용을 한번 볼게요. 한국어로 안했어요. 아직 안 읽었어요. 아, 네네. 한국어 볼게요. 여기 네 이거요 매매 무아반 신축 개발 아니, 맞, 잠시만요. 네 저, 아 너무 크게, 에에 글이, 오케이 글쓰기 좀 적어요. 네네 됐어요 매매 신축 개발, 네. 롱비엔과 따이오 같은 지역에는 여러 신축 주택이 매물로 나와 있습니다. 예를 들어 롱비엔은 지하수에 있는 4베드룸 주택은 약 33억 5천만 동이고 약 143, 아니 14만 3천 달러입니다. 네, 읽어보세요. 매매 신축 개발 롱비엔과 타이호 같은 지역에는 여러 신축 주택이
메물로 나와 있습니다. 예를 들어, 롱비엔의 자취에 있는 사 베드룸 주택은 베드룸 약삼사 33억 5천만 동약14만 3천 달러 입니다. 입니다. 아, 이해했죠? 버티고요? 네. 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 2번. 다양한 크기 및 가격. 주택은 작은 2베드룸 주택부터 더큰 가정주택까지 다양합니다. 아, 4장. 롱비엔의 3베드룸 주택은 약 2억 8천만 동, 약 120, 아니 12만 달러입니다. 다양한 크기 및 가격. 주택은 작은 2베드룸 주택부터 더큰 가족용 주택까지 다양합니다. 롱비엔의 3베드룸 주택은 약 2억 8천만 동, 네. 약 12만 달러입니다. 네. 다양한 크기, 다장, 여기 라론, 여기 피부, 바자. 두. 아, 두 하이 홍루 요 hai em phòng에 ngủ nhỏ네노 nhà từ là các hai phòng ngôi các ngôi nhà đến nhà cho gia đình hơn giác lôi cho gia giác lôi giác lôi ta chàng đã long chị tiền nhà đa ô dạng nhà đồng ô viên phố nhà ở à, ba phòng ngủ phòng ngủ ô long ở biên là Long Biên phố và có hay giá lộ tam đi đồng hai tỷ tám nè khoảng một trăm hai một mươi trăm hai mươi nghìn đô đồng la nè 3번 고급주택 더 고급스러운 지역에서는 가격이 더 높으며 이는 고급 편의시설과 주요 위치를 반영합니다. 예를 들어 스집트라와 타이오의 고급 빌라는 도심에 가까운 위치와 공급스러운 제공물로 높은 가격을 자랑합니다. 네, 읽어주세요. 네. 고급 주택. 더 고급스러운 지역에서는 가격이 더 높으며, 이는 고급 편의시설과 주요 위치를 반영합니다. 예를 들어, 시부즈라와 타이호의 고급 빌라는 도심에 가까운 위치와 고급스러운 제공물로 높은 가격을 자랑합니다. 네, 고급 주택 라상상 야, 어, 오 가격. 상상 상복 아아 지하 라 가고 오 구북 상 상조 상 상 khu vực sang trọng상조 네 상조 아, cung đô cấp la penny penny và có yuji giá cao nè có cô là biju dụ Sibucha nè si phụ cha Tây Hồ villa là gì là biệt thự biju cao cấp biju có cô ở Sibucha si phụ cha và tai hồ Tây Hồ à thì căn
And, gần trung tâm trung tâm nè, khu và vực trung và gia 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 cổ cung cấp cao phổ biến là gia cao cao cấp và giá cao à? nè Giá đang ngâm thì giá. nè nè phổ biến những kỹ sư Giá đang ngâm thì giá. à phổ biến Giá phổ biến á. nè Phổ biến à? nè Để cái sỏi.임 마지막 임대나 구매를 원하시는 경우 하노이 부동산 시장은 다양한 라이프스타일과 취향에 맞춘 선택지를 제공합니다. 더 자세한 매물 목록과 도움이 원하시면 딱 프로퍼티, 벨롱 하우징, 와즈와 같은 부동산 웹사이트를 참조하실 수 있습니다. 네, 읽어주세요. 빨라요. 아, 빨라요? 다시 할게요. 임대나 구매를 원하시는 경우 하노이의 부동산 시장은 다양한 라이프 스타일과 취향에 맞춘 선택지를 제공합니다. 더 자세한 매물 목록과 도움을 원하시면 딱 프로퍼티, 벨롱 하우징, 다주와주와 같은 부동산 웹사이트를 참조하실 수 있습니다. 네, 읽어주세요. 네, 임대나 구매를 원하시는 경우 하노이 부동산 시장은 다양한 라이프 스타일과 취향에 맞춘 선택지를 제공합니다. 더 자세한 매물 목록과 도움을 원하시면 영업을 하요. 네, 넘어가요. 와 같은 부동산 웹사이트를 참조하실 수 있습니다. 네, 오태규 임대라 또 이제 구매는 모아 무반 모아 뚜에 모아 몽 뚜에 무반 호호 모반 무 이중 등합 부동산과 하노이 라이프스타일 다장 thị trường bất động sản Hà Nội취향에 맞는 선택지를 제공합니다. cung취향 cấp공급 네 공급 선택하다 론성 chọn론초 phù hợp符合 với스타일 xu hướng yeah, 符合 라이프스타일 취향 lifestyle là mồ mồi á국성 lifestyle국성 à, sống à생활 취향 là xu kid Yutin 취미 hướng yeah, 수홍 수홍 네네 더 자세한 xu내용은 hướng phù hợp với xu hướng cuộc sống đa dạng네즉뭔즉 목록 là một xu chính xác mục lục màu chính lốc yeah, chính chính xác xác đi chính xác mẹ một chính xác mua bán mua bán cụ thể hơn còn ta sẽ cụ thể hơn dễ tham tham chỗ là giống như tham xét à tham xét là tả tham xét gia tham chô tham giả네, 5분 남아서 그 어떤 뭐 이거 띵벨 발음 한번 해볼까요? 네. 띵벨 발음 잘할수 있을까 모르겠어요. 네, 잠깐만요. 한번 읽어볼게요. 시간 얼마 없으니까. 3번 네, 잠깐만요. 마.
À. Dự án phát triển tham gia vào các dự án phát triển, đặc biệt là ở các khu vực mới nổi, có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Và dự án phát triển tác giả vào các dự án phát triển, đặc biệt là các hay thế sao? Tạm hai hai 2번 해볼게요. Okay. 2. Từ nhắc cho tuệ phô thiên năng từ tốc lỗi nướng cho tuệ tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở, trang trọng ngôi, nước ngôi và các chuyên gia trẻ. Oh, All right. một cần à, hắn còn à, đi ra읽어 볼래요? 잠깐만요. 2. Chị. 2 à? 2 네. à? Thu nhập cho thuê. Có tiềm năng thu được lợi nhuận cho thuê tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở dành cho người nước ngoài và các chuyên gia trẻ. Hanbon thử 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 Thứ nhất cho thuê có thiên năng từ tốc lợi nhuận cho thuê tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở, trang trọng ngôi, nước ngôi và các chuyên gia trẻ. Gia trẻ. Gia trẻ. Khó mà từ đây là Dạ chết. tròn muôn on no tròn muôn là sò như Nè. ở đó rồi. Nè. 그래도 많이 좋아졌어요. 옛날에는 아, 글씨도 안 나왔었는데 지금은 이거 글씨가 나오니까 좋아요. 이거 내가 그 챗GPT로 교정 볼수 있어요. 아, 뭐 달라졌어요? 잠깐만요. 작아서 안 보이죠? 크게 할게요. 네, 4번 어때요? 내용 뭐라고 이해돼요? 그냥 저 뒤에 보이는 그 이해돼요? 포테휴? 이상해요? 좀 네? 이상해요. 좀 이상해요. 근데 chữ thì người sư ký tôi1분 남았어. lăn tăn để này tôi lắp chỉ màn, nhưng mà khi mà có suy nghĩ từ문법은 맞아요? ý quy tè ý네. quy tè thì người nghe người người thả đơn xa ra mới mà thử rưỡi tè thì할y수 hè있어요? xui xòi nè,네, 알겠어요. còn chữ này cười sư kỳ thì thư lót xòi. 네, 알겠어요. 네. 아, 1분 남았어요. 다음에 또 해요. 한편. 네, 바이바이. 네, 수고했어요. 수고하셨어요. 네.